Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vận động viên khuyết tật Trần Phúc Đạt là vận động viên duy nhất của Việt Nam đã tham dự giải marathon quốc tế tại Hàn Quốc vừa qua. Giải marathon quốc tế dành cho người khuyết tật lần thứ 27 diễn ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 1 tháng 9 vừa qua, quy tụ 60 vận động viên khuyết tật trên khắp thế giới. Trong đó, vận động viên Trần Phúc Đạt ở xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự giải. Anh Đạt dự thi nội dung marathon xe lăn 21 km và hoàn thành phần thi với thời gian 1 giờ 24 phút. Được góp mặt tại một giải thể thao lớn tầm cỡ thế giới dành cho người khuyết tật là cơ hội để vận động viên người Hưng Yên Trần Phúc Đạt học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm, qua đó cải thiện thành tích nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải thể thao người khuyết tật trong và ngoài nước sắp tới. Hiện tại, tất cả các xã trên địa bàn huyện Quế Châu đều có câu lạc bộ cầu lông thu hút khoảng 1.500 người tham gia luyện tập thường xuyên. Địa điểm để các câu lạc bộ sinh hoạt cầu lông là tại sân nhà văn hóa, sân đình. Để thỏa mãn niềm đam mê với bộ môn cầu lông, nhiều gia đình đã tự đầu tư xây dựng sân tập luyện như gia đình ông Nguyễn Minh Phúc ở xã Việt Hòa, gia đình ông Nguyễn Văn Vương ở xã Phùng Hưng, gia đình ông Vương Văn Thuận ở xã Nhuế Dương. Các xã có phong trào cầu lông phát triển mạnh phải kể đến như Đồng Tiến, Việt Hòa, Phùng Hưng, thị trấn Khoái Châu. Hàng năm, huyện Khoái Châu đều tổ chức các giải cầu lông để những người yêu thích cầu lông được rèn luyện, từ đó tuyển chọn những vận động viên có chất lượng tham gia các giải cầu lông do tỉnh tổ chức và đạt thành tích cao. Môn võ karate được người dân huyện Yên Mỹ tập luyện từ năm 2004. Đến nay, số lượng người tập luyện bộ môn này tại huyện đã lên đến hơn 1.000 người, thường trong độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi. Việc tập luyện bộ môn karate không chỉ giúp người dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao khả năng tự vệ, mà tại đây bộ môn này đã đạt được nhiều thành tích trong các giải đấu cấp tỉnh và cấp quốc gia. Năm 2014, huyện Yên Mỹ có 3 em là Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Huế và Nguyễn Văn Chiến ở xã Hoàn Long đã được gọi vào đội tuyển karate của ngành công an và đạt được nhiều thành tích tại các giải quốc gia. Năm 2019, tại giải vô địch các câu lạc bộ karate tỉnh Hưng Yên, huyện Yên Mỹ cũng xuất sắc giành danh hiệu vô địch toàn đoàn với 10 huy chương vàng. Những năm gần đây, phong trào chơi bóng đá của nam thanh thiếu niên ở huyện Văn Giang phát triển mạnh. Toàn huyện có 11 câu lạc bộ bóng đá của 11 xã thị trấn. Ngoài ra, ở các thôn, môn này cũng được đông đảo thanh thiếu niên lựa chọn luyện tập hàng ngày. Hiện nay, toàn huyện có gần 60 đội bóng đá ở các thôn. Một số xã có nhiều đội bóng phong trào mạnh như Thắng Lợi, Vĩnh Khúc, Mễ Sở, Xuân Quan. Vì số lượng đội bóng nhiều, phong trào chơi bóng đá sôi nổi, nên nhiều địa phương còn tổ chức các giải thi đấu giao hữu bóng đá trong và ngoài xã, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ, tạo sân chơi lành mạnh, vui khỏe cho các tầng lớp thanh thiếu niên của các địa phương cùng tham gia. Những năm qua, đội tuyển đua thuyền Hưng Yên luôn là một trong những đội tuyển đã giành nhiều thành tích cao tại các giải quốc gia và khu vực. Đây cũng là nơi cung cấp vận động viên cho đội tuyển đua thuyền quốc gia. Để đạt được những thành tích này, thầy và trò huấn luyện viên Nguyễn Thế Phong đã nỗ lực không mệt mỏi để vượt qua mọi khó khăn. Mặc dù không có địa điểm luyện tập lý tưởng môn đua thuyền, nhưng từ lâu, đua thuyền đã là một môn thể thao thế mạnh của tỉnh. Cùng với các môn cử tạ, boxing, pencastilat, đua thuyền cũng là một trong những môn thể thao thường xuyên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Trong những năm qua, đội liên tục giành huy chương trong các kỳ Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Tiêu biểu như năm 2006, đội giành được 2 huy chương vàng, năm 2010 đạt 2 huy chương vàng, năm 2014 đạt 5 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Năm 2017 đạt 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 8 huy chương đồng. Bên cạnh đó, đội tuyển đua thuyền tỉnh ta cũng giành nhiều kết quả cao tại các giải quốc gia và khu vực. Riêng từ đầu năm đến nay, đội đã giành được 1 huy chương bạc cúp các câu lạc bộ toàn quốc, 2 huy chương bạc giải vô địch trẻ quốc gia. Đặc biệt, tại giải đua thuyền vô địch và vô địch trẻ Đông Nam Á năm 2019, đội đã giành được 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Bên cạnh những thành tích đáng tự hào ấy, đội tuyển cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Lực lượng vận động viên sau kỳ đại hội 2018 thì những vận động viên mà bắt đầu chín về thành tích thì các em cũng học xong cấp 3 và cũng có những xu hướng chuyển ngành nghề. Đặc biệt là một số em đi học đại học, đi học cao đẳng. Thế nên ra bộ môn về lực lượng là thiếu hụt rất nhiều. Vì cái trang thiết bị của bộ môn đua thuyền nó rất là đắt. Nên thành ra là để mua trang thiết bị dụng cụ thường là mua nhỏ lẻ. Có khi một chu kỳ đại hội thì bộ môn mua được một chiếc thuyền, hàng năm thì cũng mua được một hai đôi chèo cho các cháu tập luyện. Nên thành ra là thiếu hụt rất nhiều.
Mặt khác, hiện đội có 12 vận động viên, song chủ yếu là các vận động viên mới tập trung ở đội được 3 tháng. Các vận động viên có kinh nghiệm như các vận động viên Nguyễn Văn Trung, Lương Thị Yến đang ngày càng lớn tuổi và dần phải đối mặt với những lo lắng sau khi giải nghệ, khiến các em khó tập trung cho luyện tập và thi đấu. Lo lắng là sau khi bọn em giải nghệ xong cũng gọi là cái công việc tìm việc làm, cố gắng làm sao là làm đúng chuyên ngành, đúng nghề, chuyên nghề thì nó dễ hơn, còn làm trái ngành, trái nghề thì nó hơi khó. Từ nay đến cuối năm, các giải thi đấu quốc gia vẫn đang ở trước mắt và hơn hết, đấu trường SEA Games vẫn còn đang chờ các vận động viên chinh phục. Hy vọng với niềm đam mê và khát vọng cống hiến, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thế Phong sẽ vượt qua mọi khó khăn để ghi tên mình vào bảng thành tích vàng của thể thao tỉnh nhà. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Những nỗ lực bền bỉ của đội tuyển đua thuyền Hưng Yên đã khép lại bản tin thể thao của chúng tôi số này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.